Thôi bỏ ra, thằng khốn đi. Con của một bà điên. Đâu, đưa lại em ta. 100 triệu. Đi thôi, đi con. Điên. Con. Điên thì điên vừa. Để cho thiên hạ người ta điên đi chứ. Đứng lên mà lấy khôi quần áo đi. Lần sau mà còn vẽ bẩn ấy thì chết với tôi đấy nhá. Có nghe lời không? Hay muốn đuổi đi? Không. 10 năm trước tôi đã đồng ý cho về ở cùng với mẹ con bà cháu tôi. Thì phải chịu khó mà làm mà ăn đi chứ. Chúng tôi không phục vụ được đâu. Giờ mà không làm ấy thì chỉ có ra khỏi nhà. Bà bẩn lắm, tôi ghét bà. Bà chết đi. Hùng, bà đã bảo con bao nhiêu lần rồi, mẹ điên là mẹ của con. Con không được hỗn với cô ấy. Không. Mà đứa nào dám đánh cháu nội của bà? Chúng nó bảo con là con của bà điên nên con đánh nhau với chúng nó. Cũng là lỗi của bà nên mới ra cơ sự này. Con ghét bà ấy. Bà đuổi bà ấy đi. Điên. Tao nói không đúng à? Mày là con của một bà điên. Con của một bà điên. Sau này mày sẽ điên như mẹ mày. Vì mày bị điên. Vừa điên, vừa hôi, vừa bẩn, vừa ngu nữa. Mày. Mày đánh con gái. Mày đánh con gái ạ. Thừa thời gian sẽ uống nước với cô. Cháu nói cho cô biết nhá, có oán thì báo oán, mà có thù thì trả thù. Cháu nói oán với thù gì ở đây mà cô chả hiểu? Cháu nói cho cô hiểu nhá, cái con mẹ điên này đánh em cháu sưng cả mặt đây này. Mẹ điên, mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, ở đây là không được gây sự. Nếu mà gây sự tôi tống cổ cô ra khỏi nhà đấy. Bà ơi, do hai bạn kia trêu con trước. Bà ai trêu mày? Tao không cần biết. Nói chung những đồng của em tao, nhà mày một là đền tiền, hai là lên phường, thế thôi. Bạn ấy còn lấy gạch ném vào lưng con làm lưng con chảy máu nữa bà ạ. Ai chứng kiến? Con ném gạch vào người mày bao giờ? Thế bây giờ cháu định thế nào mới bỏ qua cho gia đình cô được? Cháu nói đơn giản cô hiểu nhá. Bờ nhanh gọn lẹ, mang 100 triệu đây. 100 triệu? Tôi lấy đâu ra 100 triệu bây giờ? Cháu không cần biết với nhà cô, đấy là việc của nhà cô. Một là 100 triệu, hai lên phường, thế thôi. Tất cả là tại mày. Mày làm khổ gia đình nhà tao. Bây giờ người ta đòi tiền, mày lấy đâu ra tiền để đền cho người ta? Mày có tiền để đền cho người ta không? Hả? Cô nói cho cháu biết, bây giờ cô không có tiền để đền cho cháu, cô sẽ đánh chết con này. Coi như là đền bù nó đã đánh em cháu đấy. Đấy là việc của nhà cô, cháu không cần biết. Nhà cô tự giải quyết với nhau, còn cháu nói cho cô hiểu rõ nhá. Bây giờ một là lên tiền, hai là lên phường. Cháu cho cả nhà cô đúng một ngày thôi, không nói nhiều đâu. Về em đây. Alo, ở nhà con mẹ điên nó đánh cái Khanh ngay khuê, mặt mũi tím bầm ra. Anh em nó kéo nhau sang đây, làm bầm mỹ cả lên đây này. Nó còn bắt đền 100 triệu. Mẹ lấy đâu ra tiền để đền? Nào mẹ có biết được. Mà đánh người là sai rồi con ạ. Con về giải quyết giúp mẹ đi.
Bà ơi, bà đừng đánh mẹ con nữa nhá. Ồ, con gọi mẹ rồi à? Bà phải làm thế, anh em nó mới chịu về đấy con ạ. Nhưng cũng tại bạn Khanh và bạn Khuê đã đánh con trước bà ạ. Nhưng mình đánh người là sai rồi con ạ. Người ta có tiền, người ta có quyền, người ta nói trắng thành đen. Giờ con phải chịu khó học hành, rồi sau này mới bảo vệ được gia đình con nhá. Vâng. Hùng, con vẫn chưa ngủ à? Dạ, con sẽ cố gắng học thật giỏi bà ạ. Ui, cháu bà ngoan lắm, cố gắng lên con nhá. Vâng ạ. Ơ, mà mẹ con đâu hả bà? Chắc mẹ Điên đi ra ngoài, tí rồi về mà con. Thôi, con học đi rồi ngủ sớm nhá. Vâng. Con. Ơ, mẹ đi đâu đấy? Mẹ lo con không có sức học à? Ngon lắm mẹ ạ, ngon lắm mẹ. Bà ơi, mẹ con đâu rồi ạ? Bà đi tìm khắp nơi rồi mà không thấy. Vậy mẹ con đi đâu ạ? Ngày nào mẹ con cũng về. Vậy thì tại sao hai ngày nay mẹ con chưa về đến nhà ạ? Mẹ điên này, không biết đi đâu được nhỉ? Bà ơi, hay bà kêu bố con về để tìm mẹ con đi ạ? Bà gọi hôm qua rồi, chắc là tối hôm nay mới về được đến nhà. Mẹ ơi, mẹ. Bố. Ở đây, bố con về đấy rồi. Mẹ lấy cho con ít đồ để con đi viện. Sao lại viện nào? Không hiểu mẹ điên làm gì, trèo lên cái ổi bị ngã. Con ấy là con, trèo lên cái ổi để làm gì không biết được. Bố ơi, bố cho con theo với ạ. Thôi, con ở nhà học bài, mai rồi bố đưa lên. Mẹ lo con không có sức học à? Ngon lắm mẹ ạ, ngon lắm mẹ. Bố ơi, tất cả là tại con. Sao lại tại con? Bởi vì con đã khen ổi ngon nên mẹ mới trèo lên cây ổi để hái ổi cho con. Thôi được rồi, thế thì cả nhà mình cùng đi. Đi con. Quay cái trật tự của em về ạ. Vào lại nhá.